Chính phủ các nước thành viên Liên minh châu Âu vừa thông qua một dự luật mới của khối về cắt giảm rác thải bao bì và cấm đồ nhựa dùng một lần. Theo dự luật, thì Liên minh châu Âu đặt mục tiêu là giảm dần rác thải bao bì, bất kể vật liệu là nhựa, gỗ, sắt, nhôm, thủy tinh, giấy, bìa cứng. Cụ thể là sẽ giảm 5% đến năm 2030, 10% đến năm 2035 và 15% cho đến năm 2040 so với mức của năm 2018. Đến năm 2030 thì tất cả các bao bì được sử dụng trong EU sẽ phải được tái chế, ngoại trừ một số trường hợp. Trong các quán cà phê và nhà hàng thì tất cả các sản phẩm nhựa dùng một lần cho bán lẻ sẽ bị cấm, thế nhưng bao bì bằng giấy hoặc bìa cứng thì vẫn được phép sử dụng. Để có hiệu lực thì dự luật này sẽ còn cần được Nghị viện châu Âu phê chuẩn.